Đây, giai đoạn này bắt đầu là mình quyết liệt cái vấn đề đọt được rồi đó. Này chắc mấy con pin nữa. Không, thằng Thái này nè, thằng Thái này trái rơi vào tầm khoảng từ 55-60 ngày đó, phải không? Anh muốn cho đi đọt ri bình thường, không sao chứ. Còn thằng ri là giai đoạn này bắt buộc mình phải chặn ở liền. Thằng Thái giai đoạn này á, mình cho nó ra cặp lá cũng được nữa. Rồi xong, rồi Cho bắt đầu dài mình nhanh làm nè, cho nó đánh lụa lại, cho dài nhanh lại. cũng sẽ đang quên gì không? Ừ. Anh Nguyên với cho chặn đọt á, rồi nếu máy á anh trồng thêm cái gói bọ canxi mà như kẽm vô đặng cho nó cái lá nó xanh nó dày lên. Còn thằng ghi sáu này á, thằng ghi sáu này bắt đầu là chuẩn bị tới là cử sau là đánh thằng đạm cao lên nè, đặng cho nó bung học nở học ra nè. Đợt sau gãy thằng 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 ghi này nè, thằng ri này gãy ha, thằng 20-10-10 đi, 20-10-10 gãy nó cử đi, đặng cho nó bung cái học nó bự lên. Cây này khoảng nhiêu trái à? Đi. Ừ. cũng Đang cũng vừa tầm mày, này bị sâu cạp rồi nè, ây da ây da, ừ, sâu rồi nè, sâu rồi thấy không? Mấy cái trái thường thường như vậy á, lấy đồ chim ra để sau này mình xịt thuốc men nó vô được phía trong, như ba trái này cũng vậy nè, chim xương xương gai vậy nè, ừ, mớp á, lấy mớp á nó không hư gai, tại vì một số nhà vườn của em là như trái gì đúng không, là em cho cái miếng mớp nhỏ gì nè đưa vô gì nè, ừ, nó không có hư cái gai của mình, tại vì thường thường mấy cái trái cặp này nè là xịt thuốc sâu này nọ cái mình không có vô được trong đây, nó quất trong đây nó ăn tàn là mít cũng vậy đó, quỷ hai cái cặp lên nó quất cái giữa rồi. Dạ câu là chơi mà ép nãy tôi ướt cái ừ, như bốn trái này nè, như như chùm mấy chùm này cũng vậy nè, chim ra chứ để dành để kiểu này nha, cái chùm kiểu này nha là nguy cơ dữ lắm nè, là cái ông sâu ông đánh vô đây nè, qua chỉ được cái nách cho mình thì không lọt thuốc vô được đó. Dạ nó không có vô đây được là nguy cơ lắm, là sâu nó dễ đục trong đây lắm nè, trái bữa nay thì nó bung học rồi đó, nó bung rồi đó, cái này mau lớn nha Lâm à. Dạ này bắt đầu lớn phì 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 đó. Chứ giai đoạn này là nhiêu, 50 hả, 60 hả, 60 60 nó còn cho anh cỡ khoảng 15 ngày nữa đó, là coi như hai tuần nữa đó, là anh thúc là giai đoạn này là anh thúc là quyết liệt nè. Ừ, còn nếu mà lọt qua tầm khoảng từ 75 ngày phải không, là bắt đầu nuôi cơm rồi, nuôi cơm là trái hết lớn rồi, cũng gãy nửa ký, anh không gãy nhiều, nửa ký thôi, gãy một gốc nửa ký thôi, rồi gãy xong rồi bắt đầu giai đoạn này em nói nha, đối với thằng ri là giai đoạn này là phải bắt buộc là phải nhặt cái dinh dưỡng, không còn kéo giãn ra nữa, ví dụ như đợt trước mình là 10 ngày đúng không, nhưng mà giai đoạn này là coi như là tầm khoảng 6 ngày 7 ngày chứ không còn để lâu nữa, thằng ghi này là tới nước tới chân rồi nè, bữa nay anh tính đi 60 ngày là còn đơn, còn nhiều đâu, một tháng nữa là coi như cỡ khoảng 3 cử nữa là quay ngang là thấy là tài khoản tin tin này. Nhanh, giai đoạn này nó rất là nhanh. Gai thì nói chung là ok rồi, gai thì gai nó sáng gai là ok đó, đừng có, tại vì do cái là khi mà mình kìm cái thằng canxi này nọ đó, trái mình nó hạn chế vấn đề bị bể đầu gai, nó đỡ. Vì đúng ra nè, cái trái này nè anh Tiến nói nha, bốn trái này, năm trái này nè đúng không, là anh bỏ trái này nè, bỏ trái này nè, trái này bị đẹp rồi nè, hết lớn à, ừ, cái này hết lớn nè, nó bị dạt không, nó dạt tại vì nguyên, tại vì tính ra nguyên cái nhánh là nó bốn trái đã không, ừ, cái nhánh này đúng ra là mình chỉ chừa lại khoảng ba trái đồng thanh đồng thủ này là vừa tầm nè, bây giờ nó mới rút ra chứ hồi đó nó cũng đều, đúng rồi, giai đoạn này bắt đầu rút rồi nè, chanh nè, cái chanh dành rồi đó, dạ, nói chung là lứa trái bữa nay xuống là ok đó, thấy là gai đẹp rồi đó.
gai trái bữa nay nó tương đối cũng nở hồng rồi đó. Hôm nay quất vô cử bùng nở chợ nở kia nha, đợi nhiều quá là chết luôn đó. Giao hai lữ gì vừa thôi chứ dư dư cái là quay ngang đó không mai tứ anh mai tứ. Nhưng mà còn cái này nó nghe anh tí, em nói anh nghe quên nữa nè. Giai đoạn này nè, giai đoạn này là bắt đầu là tiến hành là xịt ngừa thúi đít nha. MD đó hả? Ừ, coi như là cử nào cũng cộng MD vô. Ngừa nó trước phải không? Ngừa nó trước giùm em nha. Thằng Ri là đối với thằng Thái á, thì nó không có thúi đít. Mà ngược lại thằng Ri á, là giai đoạn này bắt đầu là tới tới nè, ngừa đi. Đặng cho trái nó rơi vào khoảng 75 ngày tuổi, là ví dụ như 75 ngày tuổi, nó có thúi đít đi chăng nữa, vườn của mình nó thúi tỷ lệ rất là thấp. Còn trường hợp mà giai đoạn này mình không ngừa nó tới giai đoạn 75 đi, nó thúi kinh, nó thúi em nói là anh trở tay không kịp luôn. Cử nào cũng kịp vô. Dạ, bên ra cử nào mình cũng kìm xương vô, cộng thêm ví dụ như đợt này á, anh xịt cái bộ thuốc dưỡng đi, dưỡng lấn trái đi, thì đợt sau á cái anh cộng với thằng chai MD, cái đợt sau á là anh cộng thêm cho em cái chai amid á, đó. Mình cũng cộng vô để cho nó diệt ba cái nấm. Với hai nữa nó sáng gai luôn, ngừa bệnh luôn. Nữa nè, bẻ đừng có bẻ kiểu này. Đừng có bẻ kiểu đó. Ví dụ như cái trái này phải không? Cái trái này em nói ví dụ nha, trái này anh muốn bỏ đúng không? Bỏ tới đây nè, bấm ngay chấn này nè, chừa cái cùi lại cho em. Đặng cái cùi này nè, từ từ nó thúi lên tới đây. Sau này ví dụ tới đợt sau mình làm bông ngay chỗ này ra mắt cua ở đây nè. Còn anh bẻ kiểu này là mất tiêu rồi nè. Mất tiêu mắt cua người ta đó. Bởi vì thường thường lái á, họ cắt á, đúng ra họ cắt ở đây đúng không? Nhưng mà họ không cắt ở đây đâu. Họ cắt ngay chỗ cái chớn này không à. Chừa cái khớp này nè, từ từ nó thúi dài lên đây, nó chừa lại ở đây là còn cái ngay chỗ này cái lượng mầm ở đây nè. Đặng sang năm mình làm bông là ngay chỗ này nó ra nữa nè. Bông nó mập. Trái này tương đối ok, ổn mày. Đó, nãy nó cập chứ hả? Cập rồi, chị bữa nãy có hai cây đó. Có hai cây nãy hơn mạnh nè. Hai cây nãy hơn mạnh nè. Ôi đất này còn đồ ẩm mà. Dưới một cái nữa nè, em nói cái này nữa nè. Một cái này nữa nè. Khi mà trái rơi vào tầm khoảng 75 ngày á, cái độ ẩm á vừa phải thôi nha. Không quá ướt, nếu mà trường hợp ướt quá. Ui đất. Vừa thôi, nói chung là độ ẩm đợt đó là giai đoạn đó là tầm khoảng lây gai thôi. Phải rồi, cái bét của anh hiện tại bét này bít dít mà. Bít dít này là nó bắn mạnh lắm á. Tầm 4 bét lên, người ta 2 bét thì nó lâu. Đúng không? 2 bét tới. 4 bét gì biết im nè. Biết đủ cái lượng nước nè. Coi như là nó đều bon luôn á trên cái mặt bờ mình luôn á. Anh thấy không, nhà sầu riêng có một cái này nữa nè. Khi mà anh để trái phía từ dưới 1/3 cây đảo về chảnh nhiều là trái ở dưới đây nó sẽ rút nè. Trái ở dưới cái tầng dưới này bắt đầu nó vẫn lớn mà lớn ít. Nó chậm. Gai. Đúng rồi, cái tầng dưới nó bự không phải sao mà nó rút lên đọt nhanh nước lên chảnh hả? Dạ, nó vậy đó. Cái dinh dưỡng lúc nào cũng vậy á, dinh dưỡng nó đi đưa lên, đưa xuống ngược lại, thành ra đưa lên chảnh, ông kia múc cái trần chảnh á. Nó không chịu xuống, nó rút chảnh không. Rồi thành ra bắt đầu mấy ông nhỏ ở dưới đây, tầng ở dưới đây nè, đầu trái nó hơi đẹp. Có nhỏ mình, ông gãy 28. 78 này. Đúng rồi. Ừ. Cứ còn 70 ngày lắm. Mà trái không lớn. Chắc 42 cây. Tại hàng đó anh đi cái đó là đi như vườn của ông Hai Phương Dương Chiều, là giai đoạn này bắt đầu là em cho đi thằng ba số cộng với thằng 12, 11, 18 thì theo tỷ lệ là 1:1, gốc khoảng hơn nửa ký. Bây giờ giai đoạn này đứt hàng luôn rồi, tại vì do cái là nó bị gì container ở ngoài biển nó bị chìm gì đó, đứt hàng luôn rồi. Giờ đi kiếm hơi khó à. Không có, hàng
còn có 12, 12, 17 còn Thái Lan. Hoặc là anh mua của con cò cũng được mà. Em đang cho ông Hai Phương đang xài cò, cò đứng. Thì nó cũng có công thức 12, 11, 18. Cũng y gan như thằng Jaga mình vậy á. Thì giờ hết hàng thì mình mua hàng khác, công ty khác thôi làm sao giờ. Nhưng mà giai đoạn mình chưa đâu. Chưa đâu, mình còn phải đăng thúc cho nó nở hông nữa mà. Ừ. Còn thằng Thái á, thằng Thái thì anh gãi cho em thằng thằng 20-20-15 thôi. Giai đoạn này đọt của thằng Thái cho nó ra luôn. Cho nó ra cái hì luôn. Anh bảo anh có xịt này không? Rồi hàng gì sao ra nữa. Thái thì trái chắc lậu vậy. Phải chút. Đây. Thằng Thái trái rơi vào tầm khoảng từ bữa nay là 60 nào đúng không? Bắt đầu giai đoạn này sắp tới là bắt đầu lớn phì phì nè. Còn cái giai đoạn mà trái từ khi nó xả nhị cho đến cỡ khoảng 45 ngày đúng không? Là anh giống hệt như mà nó gọi là nó đẹp vậy đó. Nó nằm nó hoài vậy đó. Ờ. Còn khi mà nó lọt qua tầm khoảng từ 55-60 ngày tuổi là bắt đầu nó lớn phì 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 á. Thằng Thái á. Có cây, có hai cây đó đó nhiều lắm. Có hai cây, hai cây đầu bờ, hai cây đó nó quá mạnh rồi, nó ra đọt quá mạnh. Đâu. Như vậy. Thì em nói anh coi đi, kìa trên đọt kìa, trái trên đọt kìa. Bành kia hết trơn không? Mà ở dưới đây rút cuộc, ở dưới đây cái trái nó đẹp. Nó không lớn nổi. Cái này mấy cái này sao sao nữa. Rửa quá cũng được cái sồ. Rửa quá thành heo. Không này y gan em nói đi. 20-10-10. Quốc non cử đi. Cho cái thúc cái thằng ở dưới đây lên nè, cho nó lớn trái lên nè. Tại vì ở trên mình để nhiều quá là ở dưới nó rút. Ở dưới nó lớn không lớn nổi như chẳng hạn nè. Trái này chắc tới bán chắc tầm khoảng được 1,5 kg à. Ê, đi. Đừng để anh bờ đi. Cái đầu bút banh luôn. Thanh thằng lâu cái đây, cục dây á. Đội lên, đội đầu. Chị sầu riêng vậy đó. Tay chân là banh trên cột, treo cột đó. Tính ra thằng Thái đợt này mình chờ lại cũng bổng không? Cây nó cũng không á, giai đoạn này bắt đầu ngưng nữa chút. Giai đoạn này bắt đầu Thái nó ngưng rồi nè. Dạ. Dạ. Thằng Thái này là bắt đầu trái của ảnh là bắt đầu nó giai đoạn này bắt đầu là nó ngưng rụng rồi nè. Xong rồi đó. Tại vì nó qua cái chu kỳ rồi, nó rơi vào khoảng 60 ngày là đỡ rồi đó. Ờ. Cây này anh để nhiêu vậy? Mấy trái vậy? Cây này khoảng nhiêu? Có 50. Vậy? Có 50. 55. Không, cây này nè, cây Thái này nè, phải không? Em đánh cử sau là cử sau này anh gãy cho em thằng 20-15 đi. Cử tiếp theo tới nữa đúng không? Em sẽ quất cho nó thằng cử 20-10-10 nữa nè. Thằng Thái nè, cho em trái cho trái nó chạy lên, nó nhanh lên. Đi chạy đó, đi cho nó khỏe chứ không gì á. Cái thằng ri á, sợ nhất là sợ thằng ri nè, không cho thằng ri nó đi nữa nè. Ừ. Tại một số nói là thằng ri á, là giai đoạn khi mà trái rơi vào tầm khoảng từ 60-65 ngày tuổi á, là thằng ri mày bắt buộc là mình phải làm sao kìm cái dàn đọt lại, không cho đi nữa. Trong cái quá trình này là lỗi là cây của chúng ta là đang tập trung vào nó nuôi đang giai đoạn nuôi muối đó. Nếu mà trường hợp đọt đi giai đoạn này thì khi mà trái rơi vào tầm khoảng từ 70-75 ngày tuổi là nó có hiện tượng là trái muối. Bởi vì ra ghi bà con nông dân mình chú ý. À, nguyên cái đùm này nè, nguy cơ nè. Ừ, nguy cơ nè. Đi mua thùng mớp đâu có nhiêu cái ghê quý đó không? Cho mớp ấy ngoài rồi. Mớp rơi đó. Vậy tắt những rõ hàng tay. Ừ, đúng rồi. Giai đoạn này nè, biết gì không?
giai đoạn này anh đi lượt xương cái nữa, cái quay ngang bắt đầu á là hầu như là mình vừa đẹp không đó, vừa đẹp không á, dễ bán nữa. Ừ. Chừa bông dừa thôi. Dừa chừa. Đừng ham để bông nhiều quá, nhất là cái thằng Thái. Cái thằng Thái năm sau anh làm bông anh chuối nha. Anh chừa lại cho em một cây đó rơi vào tầm khoảng hàng trăm bông đậu lại thôi. Năm sau là cây bự rồi. Mình chừa khoảng trăm bông thôi. Tỷ lệ đậu trái vừa phải luôn, không có bị rụng. Còn mà ham để nhiều quá phải không? Bông nó đẹp thiệt. Chừa nhiều bông nó đẹp thiệt. Cây nó đẹp thiệt. Nhưng mà khi đậu rớt xả nhị xong rồi, rụng. Cây này thì không được 30 thêm. Ừ. Mà đậu giữ mà chạy trái nữa. Cây này là sao nhất luôn đó. Lớn nhanh. Ống nước này đi hết như vậy. Ủa, cũng rẻ mà. Rẻ. Nó xài tới 4 ngày đó. Ừ. Vậy? Nó nhẹ hơn còn nó kia tới 4 lít xăng rồi. Bởi gì? Chùa hai trái hay bẻ trái rồi. Không có thành heo. Cái cây của anh, cái mẫu trái của anh là nó đâu đâu. Ra cho làm cái cặp cái bự đó. 4 ký mấy nó bự lắm. Nó mới 4 ký mấy nó mới thành heo. Ghi 6 hiện tại giờ á là nó ăn tầm khoảng 5 ký 2. Lỡ nghe trái của anh cỡ khoảng đối với trường hợp ghi 6 mà thường á là trung bình á, trung bình cộng lại á là rơi vào tầm khoảng là có 3 ký rưỡi 4 ký thôi. Chứ không có thể khả năng nào mà muốn mà để cho trái mà nó rơi vào thành heo á, đúng không? Một cây này khoảng 10 trái em thôi. Là nó mới thành heo, còn cây này bây giờ anh tính đi vì sản lượng cây tơ luôn đi. Mà trái của mình gì sao thành heo nổi? Cái này giờ muốn kêu đi đọc đi cũng không nổi. Bởi vì nó rút rồi. Tự nhiên có hai cây đầu bờ, nó quá trời hai cây đầu bờ đi đọt. Chủ yếu là bây giờ mình đánh nhanh nhanh. Ừ. Máy giờ kéo người ta đâu kéo gì, đâu còn gì. Này đánh xương cái dàn đọt lại cái đi, cho chắc ăn đi. Chứ để nguy hiểm lắm. Tại vì tới cái giai đoạn mà gọi là vô cơm rồi, mình đâu có dám chỏ đi đọt được. Sáng sớm sạch đó, cho nó đứng gió. Cây này mà anh không cho đi đọt là tới giai đoạn trái khoảng tầm khoảng 75-80 ngày là rút cây này là banh luôn nè. Cho đi đọt đi. Ừ. Nó anh dưỡng rồi mấy cặp lá đó quay ngang nó quang hợp được nuôi trái được đó. Hơn rồi. Hơn 10 ngày rồi. 10 ngày sau vô cái khác à? 10 ngày sau em vô nó muốn bán luôn rồi chứ khác gì nữa. Vô 70 ngày. Dạ. Quá đẹp. Mà giai đoạn này bẻ là phải trèo lên bẻ tay nha. Chứ không có giật nha. Rồi má. Giai đoạn này là nó có hai cái vấn đề, một là anh giật nó rớt đây, hai á rớt đây là trái này cũng có phạt lần nè. Bởi vì trèo lên bẻ từng trái á chứ 3 ngày hả, mới rẽ phân được 3 ngày hả, 3 ngày, 3 ngày cỡ khoảng 3 ngày nữa tống được rồi. 3 ngày thì mới bắt phân xương. Yeah. Xương thôi. Phát xương thôi. Đúng rồi. Ừ, phát cho nó dạng như phát kiểu hình thức phát xương xương, hớt tóc thôi. Bye bye to Japan, Dean. So I've been. Đó, thấy nó nữa đi vô cử phần sau cái đi.
vô cử phân sau cái nữa có khoảng 7 ngày sau nha. 7 ngày sau anh đi lượt xương lại giùm em một nửa nha. Anh ơi, chờ trên đọt cho đó kìa kìa. Ngồi á, sầu riêng á, khi mà giai đoạn phải không, năm sau mình làm gì đi, năm nay mình làm gì đi, năm sau á nữa khi mà giai đoạn trên đầu nó nhiều đúng không, anh cố gắng bẻ luôn, bỏ bông trên đọt luôn, lấy coi như là cỡ khoảng là 3 phần của cái cây nè, đảo gì dưới gốc thôi là được rồi, đừng có nuôi mấy cái trái trên đọt, tại vì mấy cái nhánh nó mắc sức, với hai nữa là nó gút cái dàn trái của mình á, trái nó không được lớn tầng dưới. Nói chung là trái gai này nọ thì nó đều rồi, gai gai nhím, da xanh, gai gai nó xanh lè. Dạ, chung là ghi sáu thì ghi sáu là giai đoạn này là mình khỏe rồi. Ừ, được rồi. Còn cái anh Thái á, thì nói chung là cái anh Thái thì nó gọi là nó vượt qua được cái giai đoạn cái ải rồi đó. Ờ, đầu tiên rồi đó. Như chẳng hạn một số nói là đối với trường hợp thằng Thái này nè, thằng Thái này á, anh làm thằng Thái với thằng Ri nó chung nhau, nó khác lắm. Chưa có nằm vậy chơi. Ông có mua thuốc không? Không có chơi trốn ra không nè, nó chỉ nhóm nè. Ông thầy gì đó, ông có trăm cây gì đó. Alo. Thì tôi em ổng em dám mua 600 đâu không bán. Gì? Có 50 cây mua 600. Mua gì? Mua lá. Mua lá hả? Nhiều năm. 600. Được mà. Có gì mà ổng còn giao dụng. Tờ ổng cái cây đến rồi. Trùng lắm. Mua lá. Mà không biết làm. Thằng Thái gì là khỏe rồi đó. Trời ơi, giai đoạn thằng Thái này nè. Trường hợp thằng Ri á, thằng Ri 6 từ khi lúc xả nhị, trước khi xả nhị là anh đi cử canxi đúng không? Rồi, cho đến ba cử rồi đó. Thằng này ba cử đúng không? Ba cử thì thằng Ri anh đi 2 cử, thằng này phải 3 cử, mà thằng Ri anh đi 3 cử thì thằng này phải đi 4 cử. Là quay ngang trái nó đậu chắc lội à. Còn một số anh em là đi khi mà thằng Thái này nè. Lâu lớn cái sợ không đi, không đi đã cái quay ngang. Cái gớt chúng hình như ma gớt. Phịt. Còn như mình đi đúng bài bản này nọ, trái vẫn đậu bình thường. Đậu gì phải đạt ấy ha. Đậu trái gì? Ngon ngậu. Hết đau tim rồi. Giai đoạn này đau tim gì nữa. Thái bởi vì tại sao mà người ta nói là giá nó cao. Nó khó ăn hơn ghi. Ví dụ như thằng ghi trái tầm khoảng 30-35 ngày là thấy rồi, ngủ ngon rồi đó. Nhưng mà thằng Thái này từ 60 ngày đậu lên là bắt đầu mới ngủ ngon. Như của mình giai đoạn này nè, của mình nè, là giai đoạn này bắt đầu anh ngủ ngon rồi nè. Tại mình đi mình kìm hoài, nó không có rụng được. Thấy mà qua đi qua nhà thấy nó khỏe. Khỏe nha. Ơi, có hai cây đó sao mà đi đọt quá, đi đọt rồi. Đấy.